minh, vị ấy được gọi là đã tu tập tự ngã, đã trở thành Phạm Thiên Bậc Như Lai Phật Đà. Bậc đã vượt qua được hận thù và sợ hãi, bậc đoạn tận tất cả, được gọi danh như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 69 Na Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Với tỳ kheo, hay tỳ kheo ni nào? Này các tỳ kheo, tham chưa đoạn tận, sân chưa đoạn tận, si chưa đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là vị chưa vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước sói, với cá mập, với các loài la sát. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hay tỳ kheo như nào, tham đã đoạn tận, sân đã đoạn tận, si đã đoạn tận. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là đã vượt qua đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước sói, với cá mập, với các loài la sát, đã vượt qua bờ kia. Là vị Bà La Môn đã đứng trên đất liền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Với ai đã từ bỏ tham, sân và vô minh, vị ấy được gọi là đã vượt qua biển này. Với cá mập dạ so, với sóng biển hải hùng, rất khó được vượt qua. Là vị vượt ác triền, đã từ bỏ thần chết, không còn có sắc sanh, không còn có sanh ni, đã từ bỏ đau khổ, không còn có tái sanh, đã đi đến mục đích không thể ước lượng được. Ta nói rằng vị ấy làm ma vương si ám. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, hai bài chấn kinh con đã đọc xong. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi thuyết giảng hai bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít đến Ngài. Xin Nam Mô Bổn Thầy Cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại Đức Từ Đức cùng các vị tu nữ và chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học hai bài vì nó có ý nghĩa tương đương với nhau. Trước hết, cái ý nghĩa chung trong hai bài này, là với ai chưa đoạn tận tham, chưa đoạn tận sân, chưa đoạn tận si, thì người ấy được gọi là người bị trói buộc bởi ác ma, bị bẫy lưới của ác ma bao trùm, bị làm theo ý ác ma muốn. Và trong cái bài kệ, trong cái bài kinh kế tiếp đó, Đức Phật này dạy rằng với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào chưa đoạn tận tham, chưa đoạn tận sân,
chưa đoạn thành si, thì vị ấy gọi là vị chưa vượt qua đại vương, với sóng biển, sóng ngầm, với nước xoáy, với khăn mập, với các loài la sát. Tôi thấy nghĩa đầu của hai bài kinh này. Và trong hai bài kinh thì này các tỳ kheo với ai đã đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, người ấy được gọi là người không bị trói buộc bởi ác ma, được thoát khỏi bẫy lưới của ác ma, không bị làm theo ý muốn của ác ma. Và trong bài kệ, trong bài kinh thứ hai đó, thì Đức Phật đã nói rằng với tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào đoạn tận tham, đã đoạn tận sân, đã đoạn tận si, vậy được gọi là đã vượt qua đại vương, đại dương, với sóng biển, với sóng ngầm, với nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát, đã vượt qua đến bờ bên kia, là vị sa môn, vị bà la môn đã đứng trên đất liền. Thì ở trong hai bài kinh này đó, cái điểm chung tức là với người chưa đoạn tận tham sân si thì còn nhiều cái hệ lụy, còn với người đã đoạn tận tham sân si thì đã dứt trừ được hệ lụy. Chúng tôi nhảy hai cái phần đó. Trước hết, tham là gì, sân là gì, si là gì, và sự đoạn tận tham sân si là như thế nào? Ở đây thưa vị, phiền não có 10, nhưng mà trong 10 phiền não đó thì phiền não gốc chỉ có 3 là tham sân si. Si ở đây là vô minh. Tham đó tức là cái trạng thái phiền não mà dính mắc với đối tượng, sai đắm đối tượng. Thì tham phiền não nó đồng sanh với si, vô tàm vô úy, phóng dật. Tham phiền não nó đồng sanh với tà kiến, với giả mạn. Tham phiền não nó đồng sanh với hùng trầm thị miên. Còn sân phiền não đó thì nó cũng đồng sanh với si, vô tà quý, phóng dật. Nó đồng sanh với tật lẫn hối, hùng trầm thị miên. Còn si phiền não đó
thì nó đồng sanh với vô tầm quý vật, nó đồng sanh với tất cả các bất thiện pháp, tham tà kiến ngã mạn sân tật lận hối, hung trầm thị miên hoài nghi. Cho nên vô minh đó nó nặng hơn. Và chúng sinh ở trong đời này bị hệ lụy khổ đau là bởi chưa có đoạn tận được tham, chưa đoạn tận được sân, chưa đoạn tận được si, cho nên mới sanh ra những cái phiền lụy. Mà những cái phiền lụy đó, nếu mà chúng ta nói theo thường tình thì chúng ta giải thích rất là nhiều. Nhưng ở đây Đức Phật này chỉ đưa lên hai cái vấn đề là với người chưa có đoạn tận tham sân si, thì trước hết người đó bị trói buộc bởi ác ma, bảy lưới của ác ma bao trùm và làm theo ác ma muốn. Câu này nó có nghĩa là chữ ác ma ở đây đó là chúng ta phải hiểu trong năm cái loại ma. Ngoài cái thiên ma đó, tức là cái loài quá sanh, họ hung dữ và họ hay quấy phá, ngoài cái đó ra đó, cái đó thì đối với người tu tập thì chúng ta không có gì chúng ta phải sợ hãi. Người đối với thiên ma hay là ba quỷ, cái đó là cái chuyện thường tình. Nhưng mà hãy chúng ta tu tập thì chúng ta giữ giới tốt, đức trọng quỷ thần kinh thì bị ác ma nó cũng nó có quấy nhiễu đi nữa nó cũng không làm gì được mình. Nhưng mà bốn cái loại ma khác là một điều đáng sợ, là ngũ quẩn ma, tức là chỉ cho cái thân ngũ thủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn bị vô thường khổ vô ngã chi phối. Cho nên hễ còn thân ngũ quẩn là còn khổ, bị ma uy hiếp. Rồi lại nữa, nghiệp hành ma hay là pháp hành ma gọi là Abhisankhara Mara, tức là chỉ cho cái hành vi thiện hay là ác mà nó dẫn đến cái sự tái sanh, nó đưa đến quả. Bây giờ chúng ta không có bố thí, chúng ta bị cái quả là nghèo khổ trong tương lai. Nhưng mà hễ chúng ta làm việc lành mà chúng ta bố thí nhiều, chúng ta có tài sản trong tương lai nhiều, thì cái tài sản đó nó cũng làm cho mình khổ. Có nhiều trâu bò thì khổ vì trâu bò, có nhiều con cái thì khổ vì con cái, có nhiều vàng bạc thì khổ vì vàng bạc. Sợ bị trộm cướp, sợ vua tịch biên hay là sợ thiên tai nó làm cho hư hỏng, làm cho mất đi vân vân. Thì như vậy cái hành vi thiện hay là ác thuộc về hiệp thế nó cũng còn đưa đến cái sự khổ hoành hành. Cho nên cái này cũng gọi là thứ ba, gọi là pháp hành ma hay là để chúng tôi tránh cái những pháp hành. Vì cái chữ
cái chữ pháp hành đây chúng ta bị nhầm lẫn với chữ Patipatthiธรรมะ, tức là chỉ cho cái pháp tu tập, pháp thiền như pháp học, pháp hành, pháp thành. Thì do đó cho nên chữ Sankhara chúng ta dịch là pháp hành thì nó, còn nếu mà chúng ta dịch là thắng hành thì nghe nó lạ, cho nên là chúng ta phải dịch là nghiệp hành. Chữ nghiệp ở đây là nó cũng nằm ở trong chữ Sankhara, như Sankhara Kamma là nghiệp hành, hay hay là Kamma Phawa là nghiệp hữu. Trong 12 duyên sinh vậy, duyên chính hành là nghiệp, nó sẽ tạo ra quả luân hồi, tức là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, hay là nghiệp hữu thì nó duyên cho sanh, nó trợ ra cái sự tái sanh, nó tạo ra cái sự tái sanh ở trong làm cái loài chúng sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Cho nên cái nghiệp hành nó cũng, nghiệp hành hay nghiệp hữu nó cũng là một loại ma, khổ lắm thưa quý vị. Rồi thứ ba đó gọi là tử thần ma, tức là cái sự chết được xem như là một thứ ma. Cuộc sống đang yên lành như vậy thì cái sự chết nó xảy ra, nó làm cho phải mất đi cái mạng sống, nó cướp đi cái mạng sống, rồi làm cho người ấy đau khổ, hối tiếc với cái cuộc sống. Cái người đang khổ thì họ mong đi tìm cái chết để họ trốn chạy với cái sự khổ, nhưng mà người đang sung sướng, hạnh phúc mà nghĩ đến cái chết sẽ xảy ra thì họ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà cho dù cái người họ chán cuộc đời, họ tìm cách họ quyên sinh tự tự sát, nhưng khi mà cái chết nó gần kề thì người đó cũng hoảng sợ. Cho nên nói chung tức là cái sự chết ấy, nó cướp đi cái mạng sống, nó gieo rắc cái sự đau thương, cho nên cũng được xem như là một thứ ma. Nhưng mà cái loại ma thứ tư gọi là Kilesamara, tức là phiền não ma. Tất cả những cái phiền não mà chúng ta vừa kể như là tham sân si mạn nghi tà kiến, vô tà bụi phóng dật, những cái phiền não đó không phải đợi đến khi mình chết nó mới hoành hành, mà ngay khi mình còn sống nó cũng hoành hành, làm cho mình có cái sự khổ bất cứ lúc nào mà tham ái sinh khởi cũng khổ, sân hận sinh khởi cũng khổ, một cái sự si mê dốt nát cái sinh khởi cũng khổ. Phiền não không bao giờ nó đem lại cái sự an lạc cho chúng sanh. Người ta nghĩ rằng khi hỷ tham đối với sắc đẹp hay mùi thơm vị ngon xúc lạc là hạnh phúc,
Cái đó nó chỉ là một cái vị ngọt, cái vị ngọt của một cái trái cây độc. Đức Phật là ví dụ ngũ trần sắc đẹp thứ hai, bị mùi thơm, bị ngon xúc lạc, nó cũng giống như là cái trái cây độc vậy đó. Khi người ta đi rừng, người ta bị đói, người ta gặp trái cây chín ngọt tươi ngon, thấy bắt mắt, nhưng mà khi ăn vào rồi thì họ bị trào đờm, họ chết. Thì ngủ thần nói vậy, khi mà mình lao theo ngủ mình một cái tâm thoải mái mà người ta vui vẻ, thì sau đó là cái sự đau khổ. Cũng như cái câu vi von mà người ta nói, ái tình là cánh đồng quan, đố ai bước tới khỏi mang họa sầu. Người ta sống ở đời, người ta nghĩ rằng hồi còn nhỏ chưa có tình cảm yêu thương gì đó, thì cũng chưa có cái sự hạnh phúc lắm. Cho đến khi mà trưởng thành lớn lên rồi, trai gái có tình cảm với nhau, khi mà thích thú với nhau thì họ nghĩ rằng đó là hạnh phúc, nhưng thực ra thì họ vướng vương mang thì họ sẽ đau khổ, vân vân. Cho nên tất cả cái phiền não đó được gọi là ma, phiền não ma, vì nó đem lại cái sự đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chưa đoạn tận tham sân si thì bị trói buộc bởi ác ma, tức là bởi bốn cái loại ma đó, là chúng ta còn mãi mãi sanh tử luân hồi. Chúng ta còn phải hành động thiện ác để mà đi sự tái sanh, đi đến sự tái sanh. Và chúng ta cứ lẩn quẩn trong cái sự đau khổ. Mà nếu người tu tập thì còn biết được, còn mà không thì người ta thấy cái cuộc sống này không biết tại sao người là khổ, nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền bạc để chi dụng thì khổ đã đành đi. Mà cái người giàu họ cũng khóc. Chứ đâu phải người giàu họ sung sướng đâu thú vị. Họ có tiền bạc nhiều, họ phải bận tâm lo cất giữ tiền bạc đó, rồi phải lo làm sao để kiếm thêm, chứ thôi suy sụp tài sản. Rồi khi có tài sản đó, nhiều khi cái thân của họ bị bệnh, bệnh tật hoành hành. Thì không có gì sung sướng thôi. Nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ. Người sống cái cảnh gia đình hạnh phúc cũng khổ. Những gì quá hạnh phúc quá thì đến khi vô thượng đến nó cướp mất cái hạnh phúc đó thì người đã khổ nhiều. Còn nếu như người này trực tiếp bị khổ khi mà cuộc sống gia đình rầy rà phiền toái, vợ chồng mắng chửi đánh đập với nhau,
vân vân, thì cái đó là khổ trực tiếp. Còn khi hạnh phúc quá thì họ sợ mất đi, họ cũng khổ. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi mà chưa đoạn tận tham sân si là bị trói buộc bởi ác ma và bảy lưới của ác ma bao trùm. Bảy lưới của ác ma cũng chỉ cho phiền não nó vào khắp. Dầu cho chúng ta giàu hay nghèo, thọ hay là đoạn thọ, khỏe mạnh hay là bệnh hoạn, thì chúng ta cũng phải chết thôi, cũng bị những thần ma đến cướp đi. Cho nên bị bẫy lưới của ác ma bao trùm, bị làm theo ý muốn của ác ma. Cái câu nói này tức là tỷ giáo nó gọi là phiền não ma hay tử thần ma, ngũ uẩn ma hay hành vi ma, thì không phải là người có cái ý muốn như thế nào rồi mình bị con ma đó nó chi phối như thế đó. Con ma nó khởi lên ý muốn hành hạ mình như thế nào thì mình bị làm theo cái đó. Không phải vậy, mà có cái câu nói mà làm theo ý muốn của ác ma đó, tức là hễ có nghiệp thiện nghiệp ác đó, thì nó dẫn đến sự tái sanh. Mà hễ đã là tái sanh đó, thì phải có cái thân ngũ uẩn. Mà hễ có thân ngũ uẩn thì phải bị vô thường khổ đau vô ngã nhai ăn. Mà hễ có sự sống thì phải có sự chết. Hễ sống ở đời thì phải có cái sự chết. Cái ý muốn của ác ma là như vậy. Cho nên ở trong cái bài kinh thứ nhất là khi nói đến điểm này thì chúng ta phải phải hiểu với cái ý nghĩa đặc biệt đó. Rồi chưa hết, Đức Phật dạy rằng là một cái hệ lụy khác của cái người mà chưa đoạn tận tham sân si gọi là người chưa vượt qua đại dương với sóng biển, sóng ngầm, nước xoáy, với cá mập, với các loài la sát. Ở đây cũng chỉ là tỷ dụ pháp thôi. Có bốn thứ đại dương, bốn thứ biển cả. Nhưng mà trong bốn thứ biển cả đó, thì cái biển cả luân hồi là đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất. Cái biển nước đó, thưa quý vị, biển cả sóng nước đó, chẳng hạn như là Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Văn Dương, v.v. Thì những cái biển cả đó, nó chỉ là một khối nước khổng lồ thôi. Khi mà chúng ta đi thuyền lên đên trên biển cả mà gặp lúc mưa bão thì chúng ta đã thấy khủng khiếp rồi. Chung quanh bầu trời đen kịch mà chỉ nước mênh mông, một khối nước mênh mông, và chúng ta thấy cái thân hình mình rất là nhỏ bé. Khi mình chìm xuống dưới, mình rớt xuống dưới đó, thì bao nhiêu là kình ngư, những cái loài thủy tộc hung dữ đang chờ để mà nó làm thịt ai mà rớt xuống. Nhưng mà cái biển nước cũng chưa đáng sợ thưa quý vị,
cái biển trợ luân Sansara, Sansara, Sagara, cái đó mới đáng sợ. Bởi vì khi mà Đức Bồ Tát, khi một lúc ban đầu có một chúng sanh là một thương buôn, mới hai chân đã cá, nên là mới hai chân đã cá, đi thuyền, dông thuyền trên biển cả để qua xứ khác và buôn bán. Thì lúc bây giờ gặp lúc bão tố, bão bùng, giông tố nhận chìm chiếc thuyền đó, thì người thương buôn này lên đên trên mặt biển, cũng may là không có chết, và bị sóng biển đó đẩy tấp vào trong một cái hải, trong một cái đảo quan. Người này nhớ lại những lúc mà lên đên trên biển cả, cái nỗi hốt hoảng sợ hãi, thì người đó mới tự nghĩ rằng cái biển cả đã đáng sợ như vậy, nhưng mà cái biển trầm luân còn đáng sợ hơn nữa, ta phải làm sao vượt thoát. Thế là vị đó mới phát nguyện thành bậc chứng đẳng chánh giác trong tương lai, để tự mình thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi và cứu giúp chúng sinh cũng thoát khỏi cái bể khổ trầm luân đó. Và Mahachandaka đó chính là tiền thân của Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì thưa quý vị, cái biển trầm luân sanh tử với những cái sóng biển, sóng ngầm, nước xoáy, với cá mập và các loài bò sát ở đây, là chỉ cho những cái phiền não sóng biển u mí, là để chỉ cho sân tâm thù hận. Còn sóng ngầm tức là cái sự quan trái quán thù, còn nước xoáy tức là bị ngũ trần lôi cuốn. Còn với cá mập hay với các loài la sát, là để chỉ cho những cái sự cám dỗ, cám dỗ vì danh, vì lợi, vì tài, vì sắc. Tài sắc lợi danh là những cái miếng, là những con cá mập nó cám dỗ. Còn các cái loài bò sát, các cái loài la sát tức là những cái loài dạ xoa hung dữ, dạ xoa càng thất bà hung dữ, nó trú trên biển cả và nó hại người té xuống biển, thì ở đây là ám chỉ cho những cái trường hợp khi mà con người tạo ra những thiện nghiệp hay cái ác nghiệp, rồi nó đưa đến quả dị thục, làm cho người đó khổ đau, vân vân. Thì cái này đó, chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa ví dụ này. Và trong một đoạn kinh khác, cái này chúng tôi cũng nói thêm là
Có một đoạn kinh Đức Phật này nói rằng cái người té xuống biển, họ có những cái nỗi sợ hãi phải dâng, u mi phải dâng là sợ sóng, sợ sóng biển, sợ nước xoáy, sợ cá mập, sợ cá sấu. Thì ngài nói rằng cái vị tỳ kheo xuất gia tu tập quý vị có những cái điều kinh sợ trong cái cuộc sống tu tập, mỗi vị xuất gia mà khởi lên cái tâm sân hận thì đó là một điều đáng sợ, cũng giống như cái người xuống nước mà họ sợ xuống biển vậy đó. Nó dữ dằn lắm thưa quý vị, nhất là gặp những cái cơn sóng thần nó kéo từ ở trong bờ, nó kéo dạt ra xa hụt chân luôn thưa quý vị. Sự nước xoáy là vị xuất gia đó, những điều mà cần phải cảnh giác đó là ngũ trần lôi cuốn, danh lợi lôi cuốn, và đó gọi nước xoáy. Thì sẽ có mập, một vị tỳ kheo thì sợ nữ nhân lôi cuốn quyến rũ, hay tỳ kheo ni thì sợ nam nhân quyến rũ. Cho nên người khác giới, khác giới tính, họ có thể làm đe dọa cái đời sống phạm hạnh đi, thì đó là người tâm mật. Còn sợ cái xấu, tức là chỉ cho trường hợp là sợ đói. Một người tu tập qua, vì đối với vị xuất gia không có nghề nghiệp, không có công ăn chuyện làm để sanh lợi nhuận mà sống như người cư sĩ, cho nên chỉ sống nhờ cái sự hộ độ, cái sự cúng dường của người cư sĩ thôi. Và cho đến một lúc nào đó, những người cư sĩ họ nghèo khổ, họ hoặc là họ không còn cái niềm tin để họ cúng dường nữa, thì vị xuất gia đã phải bị đói, cho nên sống lo sợ lắm. Thì cái sợ đó là sợ cá mập, sợ cá sấu, vân vân. Thì cái đoạn kinh này chúng tôi nhắc lại để thấy rằng là khi mà chúng ta rơi xuống cái biển cả thì chúng ta có những cái nỗi sợ, nhưng mà ở đây Đức Phật ngài còn thêm là nước với sóng ngầm, sóng biển, sóng ngầm, nước xoáy với cá mập và các loài la sát, thì nó chỉ khác khác một chút vậy. Sợ cá sấu tức là sợ đói, còn sợ cá mập là sợ nữ nhân quyến rũ. Nhưng mà cái đó là Đức Phật này nói tứ nạn tân sư, tức là cái vị sư mà mới xuất gia đó thì có bốn cái nạn đó, đó bốn cái nạn rất sợ. Còn ở đây đó, trong bài kinh này thì Đức Phật nói rằng khi một người chưa đoạn tận tham sân si thì họ chưa có vượt qua được cái biển cả, cái biển trầm luân, chưa được, chưa vượt qua được cái biển trầm luân thì luôn luôn là có những cái sự đe dọa như là sóng biển ngầm, nước xoáy, cá mập với các loài của la sát. Thì ý nghĩa đó là như vậy. Còn trong cái nghĩa ngược lại đó,
Thì ở đây là thứ nhất, với ai đã đoạn tận tham sân si thì người này gọi là người không bị trói buộc bởi ác ma, đã thoát khỏi bẫy lưới của ác ma, không bị làm theo ác ma muốn. Khi đoạn tận tham sân địch si đã trở thành vị A-la-hán rồi đó, thì lúc bây giờ không còn bị phiền não ma nó tấn công nữa, không còn bị phiền não ma tấn công nữa. Với một người mà chưa đoạn tận phiền não đó thì người đó mới bị ma tấn công. Đức Phật này ví dụ Vipassati Maru Vatorukhang của Đức Phật Lâm, cái ấy bị ma uy hiếp như gió thổi tẻ yếu trong góc. Còn với người đã đoạn tận phiền não rồi đó thì tăng quê Napasati Maru Watu Khi Lăng và Papa Tăng, người mà đoạn tận phiền não rồi thì không có bị ma uy hiếp, cũng giống như là gió thổi núi đá, cái ngọn núi đá gió không thể nào lay chuyển được. Còn ở trong cái nghĩa thứ hai đó là đối với người mà đã đoạn tận tham sân si thì người đó trở thành vị A-la-hán, vị đó gọi là đã vượt qua đại dương với sóng biển, sóng ngầm, nước xoáy, với các mặt, với các loài la sát, đã vượt qua, tức là đứng miền bên kia, đã đến bờ bên kia, tức là Niết Bàn, là vị Bà La Môn đứng trên đất liền. Vị Bà La Môn ở đây, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải giải thích cái chữ Bà La Môn. Cái chữ này là vị A-la-hán, chỗ này mới gọi là vị A-la-hán. Cho nên hôm trước khi mà học về cái những cái bài kinh tương ưng Bà La Môn thì lúc đó có trình bày cái ý nghĩa ban đầu, giới thiệu Bà La Môn, Bà La Môn có ý nghĩa như thế nào thì chúng tôi từ chối, chúng tôi không có giảng. Là tại sao vậy? Vì cái phật cái tương ưng Bà La Môn đó, chỗ đang nói đến những người Bà La Môn họ nếu ban đầu họ chống đối Đức Phật hay họ không có thiện cảm với Đức Phật, rồi sau đó họ nghe pháp họ xuất gia và chứng A La Hán, cho nên gọi phẩm A La Hán của tương ưng Bà La Môn. Còn những cái bài học sau này là những vị Bà La Môn họ có những thành kiến với Đức Phật, nhưng mà sau khi nghe được Đức Phật thuyết pháp thì họ đã phát tâm quy y Tam Bảo, trở thành cận sự nam, cho nên gọi là Upasaka Upakha, tức là trở thành những cận sự nam quy y Tam Bảo ở trong tương ưng Bà La Môn. Cái nghĩa Bà La Môn chỗ đó, chỗ tương Bà La Môn thì khẳng định rõ ràng đây chính là những người ở cái giai cấp Bà La Môn. Nhưng mà trong bài kinh này đó thì Bà La Môn đã đứng lên trên đất liền, tức là chỉ cho vị A La Hán đã đạt đến Niết Bàn, tức là vượt khỏi cái bể khổ trầm luân sanh tử. Cho nên ở đây đó
là chúng ta hiểu trong hai cái bài kinh này đều là chỉ cho vị A-la-hán. Nhưng mà người đã đoạn tận tham sân si là bậc A-la-hán. Còn nếu mà người chưa đoạn tận tham sân si thì đó là cái hạng phàm phu. Mà hạng phàm phu thì bị ma nó chi phối, bị phiền não ma chi phối, tử thần ma chi phối, hành vi ma nó chi phối, ngũ uẩn ma nó chi phối. Còn khi mà đã đoạn tận tham sân si trở thành vị a la hán thì vị đó không còn bị ma chi phối, và vị đó đã vượt qua khỏi đại dương nguy hiểm, đạt đến bờ bên kia. Ở cái chỗ này nói là vượt qua bờ bên kia đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây có cái sự nhầm lẫn trong cái động từ. Cái chữ Tinno Varangato, chữ Tinno ở đây tức là vượt qua đại dương, vượt qua biển cả. Varangato tức là đạt đến bờ bên kia, đạt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền, chứ không phải là vượt qua bờ bên kia đâu. Nếu vượt qua bờ bên kia thì đi đến đâu? Không vượt qua Niết Bàn rồi đi đến chỗ nào? Không phải. Cho nên chữ Tinno ở đây là vượt qua biển cả. Ta là tiết ổ khăn, ta là tiết anawang, tức là vượt qua biển cả. Ta là tiết quá khứ phân tử là chữ Tinno, vượt qua biển cả. Và parang parang gạch tô từ gạch chữ tí là đến, gạch chữ tí là đến, đặt miếng đi đứng. Ba răng là bờ bên kia, hay chúng ta gọi là bỉ ngạn, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Nếu mà phân tích từ vựng đó, phân tích ngữ nghĩa của ngôn ngữ thì nó dài dòng, làm cho chúng ta bị mất hướng, mất phương hướng để hiểu cái bài kinh này. Cho nên chỉ trình bày cho vị tóm tắt như vậy thôi. Thì chúng ta nhớ là hễ một vị tỳ kheo thì không đi Rago Bahino, Do So Bahino, Moho Bahino, tham được đoạn tận sân, được đoạn tận si, được tận tận thì vị đó được gọi là vị đã vượt qua biển cả với đầy cái sự nguy hiểm và đạt đến bờ bên kia, vậy thôi. Thì ở đây đó, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Hôm nay chúng ta học xong về cái phẩm thứ ba. Phẩm thứ hai, dứt phẩm thứ hai của Ba Chi. Tuần tới chúng ta sẽ học đến cái phẩm thứ ba. Còn bây giờ thì chúng ta nghỉ để chuẩn bị qua bờ, qua bên rừng khác. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phước phước báo từ rừng tập Nam Mô Bổn Hạ Giác. Tôi sắp bằng lăng ra khăn, tôi sắp bè đê, tôi sắp bà bụt đà, nửa phá quê nơi xà đà, sở thị của quanh tôi tê. Bà quát tôi sắp bằng lăng ra khăn, tôi sắp bè đê, tôi sắp bằng hàm ma, nửa phá quê nơi xà đà, sở thị của quanh tôi tê.
Mawatu sap bà mang gà lang ra khăn tu sap bê đê quá ta sap bà sang khá nữ hoa quê nà sà đà gió thị bà quanh trù trê. Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự tánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Hòa Thượng Tuệ Siêu Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san tri vi ha ra wa si ni tu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ba quan tu bù chi ta sót thiền ca ruộng tề tha vi ha ra măng đa lê tề ra cha mát cha na qua ca cha pít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sắp ba na bu ta su khi ta pa quan tu tề cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa tra pa ti cha tề sắp bề pi lục khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc vô va a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri no vút thêm sam pha phu ni ya ma tham ma ri ya ba về đi tề. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đang quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào trong học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.